Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung trong cuộc Trà My Idol. Ông xã của Trà My tên thật là Tô Văn Đức, thường gọi là Simon. Anh sinh năm 1984, là người Việt Cộng Hòa. Raymond nổi tiếng trong giới nhờ sớm thành công trong kinh doanh và rất sành điệu, có bộ sưu tập siêu xe. Trà My Idol lên xe hoa vào ngày 15 tháng 6 năm 2014. Chồng cô là một doanh nhân sở hữu chuỗi nhà hàng karaoke khá nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đám cưới của Trà My diễn ra hoành tráng tại một khách sạn 5 sao với số lượng khách mời lên tới 1.000 người. Trong đám cưới, nữ ca sĩ sinh năm 1989 cũng gây ấn tượng với hai bộ váy lộng lẫy trị giá hàng trăm triệu đồng. Sau thời gian kết hôn thì vợ chồng cô đã có chung hai thiên thần nhỏ đáng yêu. Trao đổi với Trà My Idol, vì sao sau khi lập gia đình, hoạt động ca hát của chị thưa dần? Lúc trước tôi đam mê và theo đuổi ca hát chuyên nghiệp, nhưng từ khi lập gia đình, tôi đã xem biểu diễn là niềm yêu thích, cuộc dạo chơi, không còn muốn khẳng định tên tuổi hay cạnh tranh với ai. Bây giờ là người của gia đình, nuôi con và chăm sóc nhà cửa, tôi không đi hát với mật độ dày, hạn chế diễn ở tỉnh hay nước ngoài. Tôi ít tham vọng, tinh thần và tính cách không phù hợp với môi trường showbiz. Tôi cũng từng khá lười biếng trong nghề nghiệp, nhưng may mắn có được lượng khán giả nhất định. Giờ tôi không mong đợi quá nhiều vào việc ca hát, chỉ thấy vui khi mà khán giả còn đồng cảm, chia sẻ với những sản phẩm mà mình ra mắt. Chồng tiếp sức chị ra sao khi anh ấy có điều kiện kinh tế vững vàng? Nhiều người nói chồng tôi làm đại gia, chứ tôi chẳng thấy anh ấy chỉ là một doanh nhân như bao người khác, có sở thích chơi xe hơi, thi thoảng đổi xe mới. Dù chồng tôi có tài chính vững, tôi luôn sống độc lập. Dĩ nhiên, việc lớn trong nhà, học hành của con cái, anh ấy đều dành phần lo để tôi yên tâm làm công việc của mình. Tôi tự túc khi mà đầu tư hoạt động ca hát, khi cần có thể bỏ tiền ra làm MV chứ không ngửa tay xin tiền chồng. Ngoài ra, tôi còn kinh doanh thêm. Tôi không có nhu cầu quá nhiều cho việc mua sắm. Điều gì khiến cho chị gắn bó với chồng? Sự quan tâm tận tình của ông xã đã đánh gục tôi khi mà cả hai tìm hiểu nhau. Tôi còn nhớ ban đầu cả hai thường hẹn hò đi chơi với bạn bè. Khi mà tôi uống hơi say, anh ấy đã ân cần mang giày vào chân rót nước cho tôi. Những điều nhỏ như vậy đã khiến cho tôi ấn tượng. Trước đây, anh từng là người ăn chơi khiến cho tôi e ngại. Anh phải đeo đuổi tôi mất 7 tháng tôi mới nhận lời. Khi mà tìm hiểu nhau, tôi thấy ông xã là một người sống có trách nhiệm với công việc, gia đình chứ không phải chỉ là thiếu gia chơi bời. Cưới nhau về, anh ấy lại càng lo làm ăn hơn, là người chồng, người cha tốt, khiến cho tôi tin tưởng. Theo tôi, người đàn ông nào cũng có lúc phải sa ngã, không trước thì sau. Quan trọng họ sống có trách nhiệm, làm gì làm họ đều quay về với gia đình. Tôi nghĩ vậy và cũng không quên đi chuyện một thời chồng mình từng chơi bời. Chồng ủng hộ việc ca hát của chị thế nào? Ban đầu, anh Đức không muốn tôi xuất hiện quá nhiều trong làng giải trí để có thể ca hát trở lại. Tôi đã dành nhiều thời gian trò chuyện và thuyết phục anh hiểu thêm về công việc, niềm yêu thích của tôi. Cuối cùng thì ông xã và gia đình chồng đều ủng hộ tôi. Anh ấy nghe nhạc cùng tôi, góp ý kiến để tôi có khoảng thời gian riêng để chăm sóc sản phẩm. Rảnh rỗi, anh đến chỗ tôi quay MV để hỏi han tình hình. Với tôi như vậy là quá đủ, không đòi hỏi nhiều hơn. Tôi hạn chế đưa hình ảnh chồng mình vào các sản phẩm âm nhạc nghệ thuật vì anh ấy là một doanh nhân. Nếu đi làm việc bị người ra nhận ra cũng rất bất tiện. Ngược lại, tôi ủng hộ công việc kinh doanh của anh ấy và không để chồng phải quá gánh toán, lo toan gia đình. Từ khi có con, chị thay đổi ra sao? Tôi đàm tính hơn, không còn bồng bột, bộc phát như thời trẻ. Trước khi làm mẹ, tôi là nóng tính, thích thì làm, khó ai ngăn cản nổi. Bây giờ, tôi thường nhẫn nhịn, làm gì cũng để ý về mối quan hệ xung quanh. Tôi dễ thông cảm hơn khi mà người ta làm khó tính vì mình thấy cuộc sống này không dễ sống. Ở nhà, tôi là người chăm sóc, chỉ dạy con. Chồng tôi tin tưởng tôi nên ít khi xen vào việc chăm con. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.